biết để tôn lương của má tôi. Chân của má tôi xong rồi riêng mong em không có thể tôn chân được thang của má tôi mong em vì môn khi em nó rốt hay là tôn càng nghe ổng rốt hay là tôn ba của tôi sẽ làm cái sự xa thì chả là tôi mới ông ca lại tôi mới ít để tôn lương của má tôi. Chân lương của chúng đến mình nó lòng sọc cho ba nó cứ miền thuộc mặt tay tôi và hốt đoàn từ trong trọng khu mà trong nhìn là khu miền bài là buồn à là lúc đó mặt tay của má tôi lúc miền xuân thật trọng khu chẳng biết cái thả ca cái nia miền hàng đồ xài miền phong miền hàng lai phong miền tất khi là công an tôi tốt các bạn là miền là và đây là chỉ chỉ tôn đồng ô của bọn bộ kế là coi chỉ một tháng các bạn được trăm thời lượng mặt người mà trên nên xong cho luôn và thực tế là sao là một chỗ luôn hỏi mà ba mình tên mắt vào bên cả đấy còn ta kiểm ngân ta xong rồi nó phố đó là đồ xài như và nó sẽ chui con trâu trong một đoàn viên chân người ta ở đây sở ra trọng chắc cứ tất cả sở bên sở đoàn cả thì ra cho dù nó phố xong rồi chui và tụi bây đặt cái viên ca cắt thói viên bây trò tụi bây đoàn một quân hay bằng tay ta một quân bây rồi điên chân xong chui chui trong mà toàn những cái chân sở phố và kéo hai là xong chui phố ở sông Oi chiếm xe lô lô xoay người thì đi chiếm xe nặng đỡ ngon ở trong một xa bị ba rồi bỏ ông ca và bà con cô xa như